Xin chào các cô, các chú, anh chị quay trở lại kênh YouTube Lương ở Nội Bài. Ngày hôm nay thì muốn giới thiệu mọi người một cái mẫu xe của hãng Twitter, thương hiệu đến từ Đức. Thì mẫu này là Twitter Pro 2000. Con này thì là bánh 20 inch dành cho các bạn thanh thì tầm 4 đến 10 tuổi, hơn 10 tuổi đi được. Thì con Twitter Pro 2000 này thì nói về giá thì nó cũng không phải là một cái phân khúc giá rẻ như dòng xe đạp trên thị trường trẻ em, mà cái con này là phân khúc hàng trung và cao cấp đó. Và giá của nó bán hiện nay đang bán là 6 triệu đồng tại Hà Nội Bike Shop. Thì cái giá thì một số anh chị nói bảo gì mà xe đạp trẻ em mà đắt thế. Thực sự là xe đạp trẻ em nếu mà sản xuất cấu hình mà ổn ổn như xe đạp người lớn, thậm chí nó không rẻ hơn xe người lớn một chút nào các anh chị ạ. Bởi vì sao? Thì sản xuất cái công đoạn sản xuất các cái chi tiết thì nó như xe đạp người lớn, nó chỉ khác nhau một chút về cái chất liệu, ví dụ như là cái sử dụng cái nhôm. Thực ra cái nhôm nó không đáng bao nhiêu tiền, mà nó đắt là đắt ở cái công của cái hãng người làm ra để làm ra cái khung sườn nên rất là đắt. Chẳng hạn do là xe trẻ em một số thứ như nó không có, rất ít hãng dám đầu tư để sản xuất những cái dây chuyền sản xuất phuộc này. Phuộc ngon thì rất ít khi sản xuất, hàng phuộc rẻ là có, nhưng cho con này thì được cái là phuộc của nó là phuộc nhôm nhé. Rất ít hãng có thể sản xuất mà khung xe dưới hạ bánh 20 dám sử dụng phuộc nhôm, bởi vì không dám làm luôn, bởi vì giá nó rất là đắt. Phuộc nhôm này con này khung nhôm này đấy, bộ đề con này thì được toàn bộ hãng nó trang bị bộ đề số của Shimano luôn, kể cả ghi đông vô tăng cũng là loại xịn cao cấp như hàng của người lớn luôn, toàn bộ đồ của người lớn luôn lên đấy. Đấy bao gồm tay đề này đấy, đùi đĩa cũng đùi đĩa nhôm 3 tầng của Browell này đấy, líp là líp của Shimano này các anh chị nhé, líp Shimano này, củ đề cũng Shimano TZ luôn. Tất cả bộ đề ở trên con xe nó đều sử dụng là hệ chuyển động của Shimano mà nó là như người lớn luôn. Con này thì kể cả may săm lốp cũng thế. Con này thì săm lốp thì là nó sử dụng săm lốp là bánh 20 nhân với 1.75. Thường thì mọi người để ý xe đạp trẻ em trên thị trường thì một vài hãng, các cái hãng nhỏ nó hay làm là cái lốp rất là to, lốp của nó sử dụng lốp hơn 2 chấm thì nhìn cái xe có thể nhìn nó to hầm hố hơn, như thực sự là đối với trẻ em nó đạp ấy nó cần rất là nhẹ, bởi lực các bạn ấy không nhiều thì nó sử dụng lốp 1.75 này nó rất là nhẹ đi, thứ nhất là vẫn bám đường và thứ hai đạp nhẹ nó đạp bon. Thì bọn cho các em các cháu nó dùng thì nó đạp nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều và rất là sướng. Đấy phanh của nó cũng là phanh đĩa cơ nhưng khá là nhẹ, nó không nặng như một số dòng cái dòng xe rẻ trên thị trường. Đấy cũng là lý do tại sao mà bánh 20 của hãng Twitter hay là một vài hãng như hãng Gian hoặc hãng Trek ấy, mọi người hay để ý các cái bánh 20 ấy, xe của nó không hề rẻ nhá. Xe bánh 20 của các hãng đấy, thậm chí những cái hãng chẳng hạn như này, nếu mà đổi thành xe hãng Gian mà cấu hình mà 3 đĩa 7 líp này của hãng Gian thì xe của nó cũng phải hơn chục củ. Như con Atix 610 hoặc là cái mẫu xe của Trek, mấy cái dòng mà thương hiệu lớn mà 3 đĩa 7 líp ấy, các mọi người để ý không hề rẻ một chút nào luôn, bởi vì đồ của nó sản xuất toàn là đồ cao cấp luôn, mà cái hàng của trẻ em thì nó không có số lượng nhiều như người lớn nên không thể làm được giá nó tốt như xe người lớn. Đấy cũng là một vài lý do, nhưng thực sự là nếu mà các anh chị mà có điều kiện thì đương nhiên chúng ta mua những con xe kia để cho các cháu đạp. Thứ nhất là chất liệu khung sườn là bằng sắt, đạp rất là nặng, mà thứ hai là đồ của nó là đồ không phải chính hãng Shimano, nó rất là nhanh hỏng, các bạn đạp rất là không thích luôn. Bởi vì bản thân như chúng ta đi một cái xe, chúng ta đi tập thể dục thể thao một cái xe đồ nó ngon, chúng ta đạp nó khác nhau hoàn toàn, thì chúng ta có thể điều kiện thì có thể trang bị cho con chúng ta những cái bộ xe nó chất lượng để đạp nó nhẹ nó sướng. Thứ nhất là để an toàn cho các bạn, đấy là một. Thứ hai là nó dùng nó bền đó. Thì cái xe thì cái mẫu này là mẫu Twitter Pro 2000, mẫu này đang bán được ở tại Hà Nội Bike là giá limit là 6 triệu, nhưng đợt này Black Friday đang có một cái chương trình sale rất là mạnh luôn, giảm ngay cho các anh chị 1 triệu khi mua chiếc xe này đó. Thì giảm này giảm khá là mạnh luôn, rất là mạnh. Với giá này thì nếu mà so với một vài thương hiệu cỏ thì các anh chị có thể thấy đắt, như so với những thương hiệu lớn mà đồ đạc toàn bộ Shimano như này thì em có thể bảo đảm cho anh chị không được kiếm được những mẫu xe nào có thể giá ổn hơn. Thực ra là cái xe đắt hay rẻ thì ngoài chất liệu khung sườn ra, bộ đề quyết định chính như cái chất lượng của xe, mà bộ thụt này mới mà thụt ba số cái xe bánh trẻ em ấy, ha, trên thị trường chỉ có thụt sắt thôi, đi rất là cứng, rất là gần như nói là nó là thụt nhưng chẳng có tác dụng gì, không thể thụt được. Nhưng những con thụt này là hàng cao cấp, bao giờ nó nhún rất là êm luôn. Chúng ta có thể mở thụt
thụt và khóa thụt đấy, nó nhún rất là sướng luôn, để đi vào chỗ sóc nó rất là cảm giác rất là phê, rất là sướng luôn. Đấy cũng là một vài cái lý do tại sao nó đắt hơn một số cái thương hiệu cỏ trên thị trường. Cái mẫu này thì là bộ chuyển động của nó rất là ngon luôn đấy ạ. Các bạn nếu các anh chị nếu mà có nhu cầu thì có thể tham khảo cái mẫu xe này, và cái này nó vẫn có chỗ để bắt cho ba ga, kể và cái chỗ đằng trước này có vẫn chỗ để bắt cho chúng ta cái chắn bùn. Nếu các cháu nó thích đi lắp chắn bùn, chúng ta vẫn có vớ bắt chắn bùn. Bình thường các thụt trên thị trường không bao giờ có chỗ bắt chắn bùn đâu. Mẫu này nó cũng có cái vớ để cho chúng ta bắt chắn bùn. Đấy là cái điểm mạnh của con xe này. Thì các anh chị nếu mà muốn sắm cho con mình những chiếc xe đạp thể thao ngon, đẹp, rẻ thì có thể tham khảo mẫu Twitter R Pro 2000 này. Giá khá là tốt. Xin cảm ơn.